xin chào mọi người. Mọi người ơi, mình đang đi hái cây rau này là gọi là cây lá ngải cứu. Cây lá ngải cứu này ở dưới quê thì nhà nào, đa số nhà nào cũng trồng hết. Nó giống như là một cây thuốc của gia đình vậy, làm món ăn rất là bổ dưỡng, nhất là mình hầm với gà ha. Thì hôm nay nhà mình mời cơm cậu mợ mình vô ăn, thì toàn người già không và yếu đó, thì nhà mình sẽ nghĩ ra món làm món gà hầm ngải cứu để ăn cơm gia đình với cậu mợ mình. Vậy mời mọi người cùng theo dõi video này nha. Nếu ai đã từng ăn lá ngải cứu thì hãy chia sẻ và góp ý với mình nha. Đây là món gà hầm ngải cứu. Đây là hai con gà đi bộ, chứ không phải gà đi xe nha. Gà này gà giò, gà giò mà 1,5 kg rồi được gọi là gà giò không? Hai con gà trống. Đó, bây giờ món này sẽ ăn với muối tiêu chanh. Món này ăn rất là bổ, tầm bổ sức khỏe cho người già và con nít, còn người sồn sồn thì không được ăn. Ăn như không bổ, bổ ngựa. Ăn không bổ mà bổ ngựa. Đó, đây mình đã làm sẵn muối tiêu chanh rồi. Tí nữa là mình sẽ ăn món này, mình rất là thích. Có huyết gà này, ngon lắm. Đây, nhà mình mời cậu mợ ăn cơm. Đây, món gà mình ra chạm xe. Gà tần sợ đi lạc. Lá ngải cứu thơm quá, có rượu nha, có gừng nha, gừng hành để rượu giả hoa. Đúng rồi, khi nào giả hoa đi cha. Thì thường người bà đâu có xuống được mà. Cha mới mua đó mà. Có bị kiều về nó mới mua cho ăn. Mua Bình Dương á, mua xứ Bình Dương đẹp lắm, hết rồi, có 40,000 chục ha, 400. Đẹp lắm, tưởng chén mà lá chuối nhìn đâu có, rất là đẹp, đâu có thua gì gớm nhật đâu. Sao mà không lấy cái cuống ớt mà ra mà để vậy người ta biết là có trái ớt. Mình làm dấu đi, làm dấu đột kinh đi. Rồi, mời ba mẹ, mời cậu mợ, mời cả nhà. Em mời hai bác, mời cháu. Dạ. Ủa? Đây, để qua đây. Đó, hai dĩa gà. Bác cứ làm nguyên cối nha. Chị em à, cái này có ngon. Ui, mình đã gấp được cái chân thì không dám. Cái lá nào mà mặt không ăn được. Gà trứng không ai. Trang nó về đây Bắc Kỳ nó like rồi, giờ nó nói tiếng Bắc không mà con nó nói tiếng Nam, con nó chỉnh lại thành tiếng Bắc, cười gần chết luôn. Con bảo anh đó, miếng huyết rồi, Trang cho chị miếng huyết đi. Đây con mà nói chữ cái gì mà to ấy, cái bự. Gì mà bự, cái nó lớn là nó chỉnh lại là to. Này, không nó thấy đâu. Đây, chấm vô cái nước này. Trời ba ơi, tượng gà hả? Ba để vô mâm. Gắp ngay củ gừng kìa. Thôi, cay, ba con ăn cay không được. Ba để vô mâm á. Chấm cả. Đây, miếng hầm rồi đó cay. Nhưng mà nó cũng cay, chưa vẫn cay. Gừng cay lắm, gừng nhà con nó cay lắm. Cộng nó giả mà dăng lên mắt, nó cay y như là ớt ấy. Người ta lại đánh gió mà. Mình cũng lâu lắm rồi mới được ăn món này chứ bộ. Tỉnh năm chưa? Gà toàn đề quá lứa lỡ thì tỉnh năm. Gà của mẹ không hết nửa thứ góc nhường. Gà này gà thanh niên rồi quà. Ăn gà hầm này là số 1 rồi. Gà này là gà thanh niên rồi hoàng mà. Nói như gà bé đời quá, người ta đang đi đập mái tự nhiên đi bắt đi hầm ngải cứu. Nó này chắc chưa này, biết này nó ngon này chứ nhỏ quá nó nháo nhào. Đúng rồi, gà đang dậy thì này gà đang đó, em được phao câu nè, thấy không? Ăn đi nhau, ăn phao câu, bỏ phao câu ta ăn chân để bới à. Hồi chiều là vừa câu vừa bắt quá trời cá mà chả cá rô phi quá trời. Con của chú Trung, cháu nội chú Trung mè gà mè đâu
ăn đi, ăn đi. Đó, mở thấy mà thấy đi vô cả nhà chú lễ nữa mà. Vô không? Rồi, thịt gà choa choa rất là ngon. Sắp tưng từ trên dưới. Không có một cái bụng gà bảo này chứ. Kiếm bà nữa đi kiếm ai chú. Chúng tôi thì có khi chết lít đường hả? Tôi chết thôi, em sợ lắm. Con dừng hôm qua đi đám cưới trong nhà tổng, thằng đó thì cũng gọi ai. Với cái bên dư gia kia, ông kia cũng gọi ai. Là lo cho con bà trước. Giờ mình sẽ múc một muỗng nước gà này. Gà nước gà này là gà tự nhiên nó ra, chứ nhà mình không có đổ một miếng nước nào hết á. Nước gà và rượu thôi. Rất là thơm và nước này nó ngọt và uống vô là rất là bổ đây. Hai đứa Nhi Đồng có thích cái món gà hầm hải cứu không? Dạ thích. Dạ. Có thích không bé? Dạ thích. Tưởng không biết ăn. Giờ chỉ còn chừng này thôi, mấy đứa nó ăn. Về cho mấy đứa cháu ăn. Nó thử đứa nào thử dám ăn lá không? Dạ. Cái lá không hề đắng. Cao Cao ăn thử coi. Wow, Cao Cao giỏi quá, biết ăn lá luôn. Rồi sao? Ngon. Ngon luôn. Mặt tái xanh rồi kìa. Mặt tái xanh rồi kìa. Trời ơi. Nhìn mặt luôn. Bố tài, thôi đi. Dễ ăn lắm, bé ăn thử cho bác coi. Nhất định bé không chịu ăn. Đó, Cao ăn rồi, thấy không? Đó, Cao ăn. Ăn thử một miếng lá cho miếng gà của con rồi. Ăn lá nó mới tốt đó. Còn đầu gà đứa nào ăn không? Nam bất phụ trần bình, nữ bất ly hương phụ. À sao? Nó chẳng có vị gì hết á. Có nghĩa là người đàn ông chỉ cần bỏ quýt. Quýt bỏ quýt rất là tốt cho đàn ông. Còn đàn bà là ăn lá hải cứu hả? Ăn cái mèo gà coi. Nữ bất ly hương phụ. Ly là nào? Ly. Coi như là thua mà có đứa, có bốn đứa chứ ít đòi gì đâu. Dạ đâu có thua đâu. Trời ơi, đội mẹ nó dậy, nó sợ mẹ nó. Đến tối, đến nhà thằng Minh rồi vô nữa là thôi. Như tổ ông vỡ. Con mà đứa thì vô, ở ngoài nó có, nó sợ mẹ nó.